Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6 ngày 23 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Khoái Châu thu sắc thuế ngoài quốc doanh tăng cao. Tập đoàn Hòa Phát lọt top 5 doanh nghiệp niêm yết dẫn đầu về lợi nhuận trên cả nước. Cần tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh xây dựng hạ tầng làng nghề Yên Mỹ. Huyện Văn Lâm đạt nhiều thành tựu nổi bật trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Khơi thông dòng chảy thủy lợi nội đồng còn nhiều vướng mắc. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm năm 1999, tổng thu ngân sách trên địa bàn do Chi cục Thuế huyện Khoái Châu quản lý mới đạt hơn 6,4 tỷ đồng, trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 690 triệu đồng. Sau 20 năm tái lập, nguồn thu ngoài quốc doanh do huyện quản lý đã tăng trên 70 lần. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội chung của huyện, sau 20 năm tái lập, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề dịch vụ trên địa bàn huyện Khoái Châu có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nguồn tăng thu ngân sách trên địa bàn. Hiện Chi cục Thuế Khoái Châu có trên 700 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể hoạt động phát sinh số thu ngân sách. Vào thời điểm năm 1999, chỉ tính riêng số thu ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Khoái Châu mới đạt 690 triệu đồng, thì 6 tháng năm 2019 đã đạt gần 28 tỷ đồng. Chi cục Thuế Khoái Châu đang tích cực phấn đấu cả năm thu sắc thuế ngoài quốc doanh đạt 50 tỷ đồng, tăng trên 70 lần so với thời điểm tái lập huyện, góp phần thực hiện vượt mức dự toán giao cả năm trên địa bàn huyện là 234 tỷ 400 triệu đồng. Vừa qua, tổ chức Forbes Việt Nam đã tổ chức vinh danh danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019. Và lần đầu tiên, công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát vươn lên lọt vào top 5 công ty niêm yết dẫn đầu về lợi nhuận và là doanh nghiệp 3 năm liền đạt chỉ số tài chính tốt nhất sàn chứng khoán Việt Nam, top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín cả nước. Danh sách năm 2019 được Forbes Việt Nam xếp hạng lựa chọn các công ty có kết quả kinh doanh tốt nhất. Theo đó, 50 công ty trong danh sách đạt 127.530 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 19,2%. Tổng giá trị vốn hóa 50 công ty đạt 94 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, danh sách năm nay ghi nhận sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp tư nhân, trong đó có tập đoàn Hòa Phát. Trong bối cảnh ngành thép suy giảm mạnh hiệu quả hoạt động, doanh thu của công ty thép số 1 Việt Nam là Hòa Phát vẫn tăng thêm gần 10.000 tỷ đồng, mỗi ngày thu về 153 tỷ đồng doanh thu, tạo ra 23,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong quý 2 năm 2019, các công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 15.300 tỷ đồng và 2.050 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát đã đạt 58% kế hoạch lợi nhuận năm với 3.860 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát có 9 trên 11 công ty thành viên có dự án nhà máy tại tỉnh Hưng Yên và nhiều năm liên tục dẫn đầu nộp thuế nhà nước trên địa bàn tỉnh. Dự án khu công nghiệp làng nghề Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ được chủ đầu tư hoàn thành việc đền bù giải phóng mặt bằng sạch từ năm 2017, nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn chưa được giao đất để triển khai dự án, trong khi nhu cầu của người dân muốn có mặt bằng mở rộng sản xuất ra khu tập trung là rất lớn. Sau hiện nay tại thị trấn Yên Mỹ có khoảng 500 hộ tham gia sản xuất xay sát gạo, chế biến thực phẩm tại làng nghề truyền thống đang phải sản xuất trong các khu dân cư vừa chật hẹp, vừa khó đầu tư mở rộng quy mô sản xuất. Vì vậy, dự án được triển khai nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất cho các hộ tại làng nghề. Nên ngay khi triển khai, dự án đã nhận được sự đồng thuận cao từ nhân dân cho công tác đền bù, thu hồi đất, đảm bảo mặt bằng sạch để sớm triển khai xây dựng. Trong cái thời gian mà thực hiện kế hoạch thì chi bộ cũng đã nhiều lần họp và đã triển khai kế hoạch. Và sau đó thì đến triển khai đến họp dân và nhất là trong các cái buổi họp hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri thì nói chung là đối với từ cán bộ và nhân dân là rất là đồng tình về cái việc là thu hồi đất để làm xây dựng quy hoạch làng nghề. Dự án khu làng nghề Yên Mỹ có quy mô diện tích gần 9 hectare. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500 và quyết định chủ trương đầu tư. Chủ đầu tư đã hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù và thu hồi đất. Khi hoàn thiện, dự án sẽ đảm bảo đồng bộ từ hạ tầng giao thông rộng cho đến hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung. Đến nay, hầu hết diện tích mặt bằng của làng nghề đã được nhiều hộ dân đăng ký ra đầu tư xây dựng nhà xưởng để mở rộng sản xuất, tạo ra khu tập trung.
Tuy nhiên, hơn một năm nay, chủ đầu tư vẫn chưa được giao đất để triển khai thực hiện dự án. Cơ sở sản xuất của chúng tôi đã chật rồi, xong rồi lại còn đường xá ở cái khu của chúng tôi là chật chội. Thế cho nên chúng tôi muốn đi sang làng nghề sớm, nhanh chóng thi công cho chúng tôi là đi sang bên ý cho nó đường xá cho nó sạch sẽ và người ở đây nó đỡ bụi và đỡ tiếng ồn của bà con. Mong làm sao đẩy nhanh tiến độ để cho bà con người ta được sang làng nghề, làm ăn cho nó được nhàn nhã. Nhằm quy hoạch khai thác và sử dụng hiệu quả quỹ đất từ nông nghiệp chuyển sang phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, từ giữa năm 2018, tỉnh Hưng Yên thực hiện chủ trương không tiếp nhận dự án đầu tư rời lẻ, chỉ thu hút dự án vào trong các khu cụm công nghiệp, khu đất xen kẹp và đẩy nhanh xây dựng hạ tầng các làng nghề nằm trong quy hoạch. Vì vậy, những khó khăn vướng mắc tại khu làng nghề Yên Mỹ cần sớm được tháo gỡ để triển khai xây dựng, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Nhờ kiên quyết trong xử lý và quản lý sau giải tỏa, nên đến nay, hai xã Xuân Quan và Thắng Lợi của huyện Văn Giang đã không còn trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp cần xử lý. Dù toàn bộ diện tích đất canh tác của hai địa phương đều đã được người dân chuyển đổi sang trồng hoa và cây cảnh, nhưng không để xảy ra tình trạng vi phạm xây nhà lều lán trái phép. Sở dĩ có được kết quả này là do hai địa phương làm tốt công tác quản lý đất đai từ nhiều năm trước, đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm ngay từ khi vi phạm mới xuất hiện, không để tái vi phạm. Sau khi tiến hành xử lý, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đến nay hai xã còn 9 trường hợp xây dựng chuồng trại để phục vụ chăn nuôi tại vùng đất thùng vũng từ những năm 2002 và tất cả đều nằm trong vùng quy hoạch chuyển đổi nên các địa phương chưa tiến hành tháo dỡ, đồng thời tuyên truyền để người dân không xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp hành lang giao thông thủy lợi. Trên địa bàn tỉnh hiện nay, hệ thống thủy lợi nội đồng có trên 6.200 km kênh mương với trên 20.000 tuyến kênh. Tuy vậy, ở một số địa phương, việc nạo vét khơi thông dòng chảy chưa được quan tâm thường xuyên, ảnh hưởng đến phục vụ tưới tiêu. Là địa phương thuần nông có nhiều tuyến kênh thủy lợi nội đồng, từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng, năm 2019, huyện Phục Cừ đã trích kinh phí 208 triệu đồng hỗ trợ 12 xã vớt bèo sen khơi thông dòng chảy ở 40 tuyến với chiều dài 20 km, khối lượng trên 100.000 m2. Đến nay, huyện đã cơ bản hoàn thành vớt bèo sen, khơi thông dòng chảy và bàn giao cho xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý, duy tu thường xuyên. Huyện mà không đầu tư cho các xã 200 triệu vớt bèo thì trong quá trình chống úng chống hạn phòng chống thiên tai gặp rất nhiều khó khăn. Nghị định của chính phủ là chỉ có hỗ trợ cho công ty và xí nghiệp từ cống đầu kênh đến đầu mối công trình thôi. Thế còn từ sau cống đến mặt ruộng thì là tổ chức dùng nước với người dùng nước là phải thống nhất với nhau và ra cái chủ trương để thu của dân. Tuy vậy, ngoài huyện Phù Cừ trích ngân sách để nạo vét khơi thông dòng chảy, các địa phương chưa triển khai, mặc dù năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dành trên 3,2 tỷ đồng cho các huyện, thị xã, thành phố cải tạo nạo vét khơi thông dòng chảy thủy lợi nội đồng. Một số địa phương đã dành khoản kinh phí này để đầu tư các cống, kênh trên đồng ruộng và không đủ kinh phí để nạo vét khơi thông dòng chảy. Vì vậy, ở một số tuyến kênh mương đã xuất hiện tình trạng do bèo gây ách tắc dòng chảy trong mùa mưa bão, gây khó khăn cho công tác tiêu úng. Năm 2018, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh bàn giao công trình thủy lợi từ sau vị trí cống đầu kênh đến mặt ruộng trước đây của các xã thị trấn cho công ty quản lý. Trước đó, năm 2007, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện miễn thu thủy lợi phí cho nhân dân từ đầu mối các công trình thủy lợi đến mặt ruộng. Mặc dù ở nhiều tuyến kênh đã được đầu tư cải tạo, khơi thông, nạo vét, nhưng còn ở nhiều tuyến kênh mương khối lượng lớn, hệ thống trải dài, vì vậy gây khó khăn cho việc vận hành tưới tiêu. Nếu như không có sự chung tay của các địa phương và người dân, những người được hưởng lợi từ các công trình thủy lợi theo Điều 49 Luật Thủy lợi và Điều 3 Nghị định 67/2012 của Chính phủ. Vấn đề về xử lý những ách tắc của công trình nội đồng thì nó còn rất là hạn chế, dẫn đến là cái nạo vét cũng như là cái rau bèo thì làm chưa được nhiều. Chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban huyện để hỗ trợ cho các xã thị trấn bằng cái nguồn kinh phí thủy lợi nội đồng do tỉnh phân bổ, thêm cái nguồn lực kinh phí hoặc là huy động bà con nhân dân để trực tiếp là vớt hệ thống công trình nội đồng. Vì cái này cũng theo cái luật thủy lợi thì cũng là phải có sự tham gia của người dân. Chúng tôi cũng đề nghị với công ty có báo cáo tỉnh hỗ trợ thêm cùng với huyện. Theo luật thủy lợi thì cụ thể thì là
người dân, người hưởng lợi công trình là cũng có trách nhiệm đầu tư. Tuy nhiên là cũng cần phải có cái quy định cụ thể là cái mức thu như nào, và cái thứ hai là cơ chế để cho phép. Trên địa bàn huyện thì các xã, thị trấn sẽ dễ. Để giải quyết triệt để tình trạng ách tắc dòng chảy, ngoài sự vào cuộc của các đơn vị liên quan, chính quyền địa phương thì rất cần sự chung tay của nông dân, những người hưởng lợi từ khai thác công trình thủy lợi trong việc bảo vệ, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phục vụ tưới tiêu. Bên cạnh đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh cần chủ động nạo vét, khơi thông dòng chảy kênh mương ở các khu vực trọng yếu, khó khăn về tiêu thoát nước, phục vụ diện tích lớn để bảo đảm phát huy hiệu quả công trình và phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tái lập huyện từ chỗ còn thiếu thốn về cơ sở vật chất giáo dục cùng đội ngũ giáo viên mỏng, chất lượng giáo dục chưa cao, đến nay chất lượng giáo dục của huyện Văn Lâm đã có bước phát triển vượt bậc và là địa phương đứng trong top đầu của tỉnh. Ngay sau tái lập, cùng với việc ban hành đề án phát triển hai vùng kinh tế, Đảng bộ huyện Văn Lâm đã sớm xây dựng đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2000-2010, định hướng 2020. Đây là nghị quyết quan trọng xuyên suốt gần hai thập kỷ để Văn Lâm có bước tiến dài, vững chắc trong sự nghiệp phát triển giáo dục. Đến nay, quy mô trường lớp liên tục phát triển, từ chỗ chưa có trường đạt chuẩn quốc gia. Sau một nhiệm kỳ 5 năm sau tái lập, năm 2006, huyện Văn Lâm là huyện thứ hai trong toàn quốc hoàn thành 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 29 trên 34 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 85,3%. Huyện Văn Lâm đã đi rất đúng hướng trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương bằng việc chăm lo cho sự phát triển giáo dục. Tôi còn nhớ sau tái lập, một trong những đề án đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ huyện là phát triển giáo dục với tên là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phát triển xã hội học tập giai đoạn 2001-2010, định hướng đến năm 2020. Đến nay thì tất cả các mục tiêu của đề án đã được Đảng bộ và nhân dân huyện Văn Lâm thực hiện thắng lợi. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Văn Lâm thực hiện chủ trương phát triển vững chắc mạng lưới giáo dục, nhờ đó phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển sâu rộng. Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học ngày càng đáp ứng tốt hơn theo hướng hiện đại. Năm 1999, tỷ lệ phòng học cao tầng đạt gần 59%, đến năm 2019 đạt trên 92%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giáo viên, học sinh giỏi các cấp tăng theo từng năm. Số học sinh giỏi đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh và thi đỗ vào đại học ngày càng cao. Năm học 2018-2019, huyện Văn Lâm có 425 em đỗ đại học. Phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, công tác xã hội hóa giáo dục, đầu tư cho giáo dục đã đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân. Đến nay, huyện Văn Lâm luôn đứng trong top đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục đào tạo. Khi thành lập trường thì nhà trường với cơ sở vật chất nó còn đang thiếu thốn, khó khăn. Sau 9 năm đi vào hoạt động và phát triển nhà trường thì đến hôm nay công chí biết là cơ ngơi này đang rất chỉ là tốt. Thế và cái sự phát triển của nhà trường càng ngày càng lớn mạnh từ cái việc là tuyển sinh đầu vào, tốt nghiệp đầu ra và các em, một số các em mỗi năm khoảng 30-40% các em đỗ vào trường đại học cao đẳng. Đây là một cái tôi cho rằng một cái kết quả rất tốt để góp chung vào cái sự phát triển giáo dục của huyện nhà. Sau 20 năm tái lập, từ chỗ hệ thống giáo dục thiếu thốn mọi mặt, đến nay thay vào đó là một bức tranh sống động với cơ sở vật chất ngày càng được nâng cao hơn, phát huy những kết quả đã đạt được. Trong thời gian tới, bám sát vào sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, huyện Văn Lâm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác dạy và học, tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đổi mới phương pháp dạy và học, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 20 năm sau ngày tái lập huyện, Văn Lâm không chỉ có bước tiến vững chắc về phát triển kinh tế xã hội, mà trên lĩnh vực văn hóa, huyện có nhiều di tích nổi tiếng như Đền Ghênh, Chùa Nôm, Chùa Thái Lạc, nằm trên địa bàn xã Lạc Hồng, được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1964. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.
trong dịp kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Văn Lâm. Mời quý vị và các bạn về thăm ngôi chùa đặc biệt này. Chùa Thái Lạc hiện còn lưu giữ nguyên mẫu các pho tượng Tứ Pháp và Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện mà tương truyền rằng được tạc từ cành dâu lấy từ chùa Dâu, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là hệ thống Tứ Pháp tượng trưng cho những thế lực thiên nhiên như mây, mưa, sấm, chớp, mang đậm màu sắc của nền văn minh lúa nước. Tuy nhiên, di vật quý giá nhất của chùa Thái Lạc là 20 bức phù điêu gỗ thời Trần còn lại. Thượng điện chùa là một trong những công trình gỗ cổ nhất Việt Nam có từ thế kỷ thứ 14. Qua những lần trùng tu, một số cấu kiện bị hư hỏng đã thay đổi nhưng cấu trúc, kết cấu vẫn hoàn toàn giữ nguyên và giữa các xà cột chính là các phù điêu gỗ còn nguyên vẹn. Dấu tích mà còn tương đối đẹp và khá đủ về chạm khắc gỗ đó là cái chùa Thái Lạc. Ở chùa Thái Lạc, người ta còn thấy được cái náo nức về hình thức con người, những các cái dàn nhạc hay là những các cái nhạc công cưỡi phượng, các cái con vật thiên thần ấy, nó đã có một ảnh hưởng từ cái văn hóa Ấn Độ. Chùa Thái Lạc còn có một số mảng cốn và cột trốn được lắp trên các sàn nách, và đặc biệt có một số ván nong có chạm khắc đẹp được ghép ở giữa các xà dọc thượng và xà dọc hạ, có tác dụng che kín các lớp kiến trúc và trang trí thêm cho đẹp. Ở các ván nong được chạm nhiều cảnh về đề tài các tiên nữ cưỡi phượng, thổi tiêu, kéo nhị, thổi sáo, đánh đàn. Các họa tiết này phản ánh khá rõ nét xã hội Việt thời Trần với hào khí Đông A ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Các màng chạm khắc ở chùa Thái Lạc dưới con mắt người xem vẫn hiện lên với một hiệu quả thẩm mỹ đầy đủ và trọn vẹn. Ở cái chùa Thái Lạc, ngay từ thời Trần đã có cái dấu tích giao lưu hay là dung hội văn hóa giữa phương Bắc và phương Nam trên cái nền tảng văn hóa dân gian của dân tộc ta. Hàng năm, nhân dân thường tổ chức các lễ cầu đảo mỗi khi hạn hán tại chùa Thái Lạc. Lễ hội Tứ Pháp chùa Thái Lạc tồn tại cả linh khí dân tộc và cả sức mạnh truyền thống, phù giúp cho xã hội hiện tại và góp phần làm nên bản sắc riêng biệt cho Phật giáo Việt Nam. Người dân tin rằng thông qua lễ hội thì sẽ được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Tín ngưỡng Tứ Pháp là một trong những chỗ dựa về tâm linh của người Việt qua nhiều thời đại và tồn tại cho đến tận ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, sau 20 năm tái lập với bộn bề khó khăn, huyện Văn Lâm đã có sự chuyển mình rõ rệt về mọi mặt, từ kinh tế, xã hội đến đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Là huyện dẫn đầu tỉnh về tốc độ phát triển kinh tế, hàng năm có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước của tỉnh. Sáng mai, huyện sẽ tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện và đón nhận huân chương lao động hạng nhất lần 2. Những thành tựu nổi bật của huyện sẽ được phản ánh qua phim tài liệu Văn Lâm bứt phá sau 20 năm tái lập, được phát sóng vào 20 giờ 15 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Chương trình xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Nhằm nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, phục vụ đời sống tinh thần vật chất của nhân dân, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu vừa khánh thành bàn giao khu bể bơi đưa vào sử dụng. Đây cũng là xã đầu tiên trong tỉnh xây bể bơi phục vụ miễn phí nhân dân. Công trình ao bơi tại xã Đồng Tiến có tổng diện tích xây dựng trên 720m2, trong đó bể bơi rộng 320m2 với tổng kinh phí là hơn 1 tỷ đồng, kinh phí hoàn toàn từ ngân sách địa phương. Công trình gồm các hạng mục đổ bê tông và xây kè xung quanh ao, xây bậc lên xuống hai bên bờ ao, tay vịn tập bơi, nhà tắm, phòng thay đồ, tường bao xung quanh bảo vệ bể bơi và hệ thống cấp thoát nước. Xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu là xã đầu tiên của tỉnh Hưng Yên thực hiện xây dựng bể bơi cho nhân dân, qua đó thúc đẩy phong trào bơi lội, rèn luyện sức khỏe và phòng tránh đuối nước cho nhân dân trên địa bàn. Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu tặng quà và áo bơi cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Thời gian qua, huyện Phù Cừ đã thành lập được nhiều tổ đội vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sạch đẹp, văn minh. Toàn huyện có 70 tổ đội vệ sinh môi trường với hơn 200 người tham gia thu gom rác thải. 3 lần mỗi tuần, tổ đi thu gom rác thải tại các đường làng ngõ xóm, khu dân cư.
Tại thị trấn Trần Cao và xã Đoàn Đào đã thành lập được hai hợp tác xã dịch vụ môi trường đảm nhận thu gom rác thải hàng ngày. Trung bình mỗi ngày, các tổ vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển 2,7 tấn rác từ các hộ gia đình đến nơi tập kết. Bên cạnh đó, các tổ vệ sinh môi trường còn đẩy mạnh tuyên truyền các hộ dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, hạn chế rác thải nhựa và vận động người dân thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Đến nay, toàn huyện có hơn 12.000 hộ tham gia, là một trong những địa phương đi đầu trong tỉnh về thực hiện phân loại xử lý rác thải. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.